Chuối chát nấu canh chua mọi người có thử qua chưa? Bữa nay cùng Út đi cắt chuối vô làm mấy món ngon nha. Vườn rau của Út lên cũng bự rồi nè, nhìn cũng ngon lành hen. Nhà Út thì trồng có mấy bụi chuối, mà hễ tới chín là bắt đầu ngán ăn không có hết. Vậy nên đương lúc chuối còn xanh là Út đem làm món này món kia ăn trước. Có bữa nấu chè, bữa nướng rồi bữa luộc. Bữa nay Út cắt hai nải chuối vô nấu canh chua và kho tiêu ăn cho đổi vị. Chuối giặt cui mà còn xanh như vậy, đem chiên để ăn vặt là ngon lắm. Út lột chừng nải chuối đặng chiên luôn. Phần vỏ xanh thì Út dùng dao tước ra, y như lúc mình ăn chuối chát vậy đó. Út ngâm chuối vô nước chanh cho chuối hỏng bị đen, rồi mình cắt ra thành từng miếng. Cái món này mấy đợt xiên là nhà Út làm cả quầy để dành ăn luôn, vì nó vừa giòn vừa béo còn thơm nữa, ăn riết bị ghiền luôn. Cắt xong hết thì Út xếp ra cái xề để nó ráo. Mấy trái chuối còn lại thì Út cắt khúc nhỏ để lát kho với nấu canh chua ăn. Làm xong thì Út đi ướp chuối. Chuối chiên Út ướp chung với gừng băm nhuyễn, thêm đường với mè rồi trộn cho đều, đợi thấm chút là đem chiên được. Rồi Út quay qua ướp thịt với lương luôn. Chuẩn bị xong hết, Út bắt chảo dầu nóng lên cho chuối vô chiên. Mà mình nhớ là bỏ từng miếng để chuối thẳng, giòn đều và không bị dính nhau. Rồi canh chừng nào chuối vàng đậm như vậy là vớt ra được. Cái bếp kế bên thì Út bắt cái nồi đất lên thắng nước màu. Thấy màu lên đậm đậm, Út cho thịt vô để thịt săn lại, là mình cho chuối vô kho chung. Rồi chiên tới hồi nào nước cạn luôn là ngon lành. Tới nồi canh chua, Út phi hành tỏi với miếng sả cho thơm, rồi thêm nước vào. Canh chua chuối bữa nay Út nấu với cơm mẻ cho chuối được trắng. Đợi nước sôi thì Út cho lương và chuối vô. Có rau gì nấu canh chua ngon thì mọi người cho vô nấu cũng được. Út nấu thêm khóm với cà chua cho ngon. Vậy là cũng xong nồi canh chua chuối rồi. Út đi hái thêm miếng rau quế bỏ vô nồi canh nữa là ngon lành. Rau quế trồng được nửa tháng mà nó lên tốt ghê luôn. Út múc tô canh chua lương với chuối. Chuối dẻo bùi bùi, cái này mà chan với bún ăn cũng ngon lắm mà nghe. Múc thêm dĩa chuối kho tiêu với thịt nữa. Còn cái hũ cà pháo Út muối bữa trước, bữa nay cũng giòn ngon rồi. Út múc ra một dĩa nữa. Giờ thì mời mọi người cùng ăn vuốt nghe.